Có rất nhiều người hỏi tôi rằng cây thạch đen hay còn gọi là cây xương sáo trông để làm gì và có tác dụng như thế nào. Và hôm nay tôi xin được giải đáp câu hỏi của các bạn như sau. Thứ nhất, cây thạch đen họ trồng dùng để bán với giá thành là 40.000 đồng hoặc là đến 50.000 đồng 1 kg khô. Thứ hai, cây thạch đen dùng để làm chế biến các dược liệu hoặc là các đồ mỹ phẩm. Và cuối cùng, thạch đen dùng để chế biến như một món ăn rất bổ mát vào mùa hè. Về quy trình trồng cho tới khi thu hoạch và cách chế biến thành các sản phẩm và món ăn như sau. Đầu tiên, họ thường chọn những cây thạch giống hay còn gọi là cây thạch non để trồng ở trên đất ruộng hoặc là trồng ở trên đất đồi. Thông thường, cây thạch đen được trồng ở trên đất ruộng đến khi thời gian thu hoạch là khoảng 3 đến 4 tháng. Còn trồng ở trên nương hoặc là ở trong rừng thì thời gian thu hoạch sẽ kéo dài hơn là khoảng từ 5 đến 6 tháng. Thời điểm thu hoạch tốt nhất là từ khi cây bắt đầu có hoa và chiều dài của cây từ 50cm trở lên. Trước khi phơi khô, cây phải được ủ qua một đêm để tạo độ đen óng và đẹp. Cây càng dài, đẹp, đen óng thì càng bán được giá cao và chất lượng tốt hơn. Hiện nay, giá cây thạch đen 1 kg khô có giá từ 30.000 đồng cho đến 100.000 đồng, tùy loại. Loại làm được thạch đen để bán hoặc là ăn thì là có giá từ 80.000 đồng cho đến 100.000 đồng. Qua quá trình chế biến, cây thạch đen đã trở thành một món ăn rất là phổ biến của người dân ở Thất Khê nói riêng và ở cả tỉnh Lạng Sơn nói chung. Đây là một món ăn rất bổ mát, thường được ăn vào mùa hè. Trung bình một hộp thạch đen khoảng 1 kg có giá từ 20.000 đồng cho đến 25.000 đồng. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy nhấn nút like, đăng ký và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.